sau bên phía Luxury khi mà có cả con Seraphine nữa. Trong khi đó ở đường trên, Dinkay cố gắng tiếp cận với Kem Ken, người không còn tốc biến nữa ở dạng Na Tí Nị, và Kem Ken chắc chắn sẽ phải nằm xuống, điểm hạ gục cho Dinkay. Cũng có quá nhiều tường đồng vách sắt đang đứng ra phía trước của Team Secret, và lại lần nữa thì Team Secret đang chơi lối chơi của Flash trong những mùa trước là 4 người vì 1 người. Tôi nghĩ rằng một cái điều rất quan trọng mà Luxury sẽ phải nhớ cụ thể là play đó, siêu hùng giải thể của ta bây giờ nên được dùng để phòng ngự. Và vừa nhắc tới tên play xong thì ta bị giữ chân lại với quá nhiều CC và anh ta không thể tỉnh được Kem Ken sắp hóa. Anh ta hóa thành ma chứ không hóa thành A khổng lồ được. Sát thương cực kỳ nhiều, cực kỳ lỗi tới từ con bài Samira của Slayer. Baron, xích để sang Baron. Ngay bây giờ Nagiya lao vào, quyết định của anh ta là solo kill được là đối thủ trước khi tranh cướp con rồng này, và anh ta cướp được con rồng. Anh ta... phía bên kia chưa Baron. Son chết. Son chết rồi. Son chết, mất xạ thủ rồi sao ăn nhỉ? Bóng ngủ, Anthrax đứng phía trên. Dinkay lao tới, cố gắng tạo khoảng trống dành cho Slayer. Anh ta tiến lên rất gần rồi, đối phương đang bắn liên tục nhưng chưa có nhiều sát thương đe dọa. Anthrax tạm thời lui nhẹ ra, lôi thần giáng thế không trúng ai. Trúng vào người của Sai à. Nhưng đó là một tình huống bấm đồng hồ rất tốt, Slayer bị dính kiệt sức, anh ta vẫn chưa bắn được. Và pha lao thẳng vào tuyến sau của Slayer. Siêu sàn hồ của Secret bị làm choáng, anh ta khăng giải thoát, anh ta bắn, anh ta thông biến, anh ta vẫn đang anh ta chết rồi và đơ nằm xuống, nhưng Secret vẫn còn phải giao tranh quyết. Và bên này thì pha lao vào rất dũng mãnh của DNK bùng nổ sức mạnh, Slayer lao vào dứt điểm quá nhanh và carry chính của Luxury nằm xuống rồi. Họ vẫn đang đánh thua người, băng đĩa chấn tung ra để cố gắng rút lui. Pha này ăn Baron cho chắc kèo rồi. Baron quá. Ôi, đợi lính à, có dịch chuyển, anh phải có dịch chuyển. Họ muốn end game, họ thực sự muốn end game. Nhưng hai họ lao vào Slayer, nhưng không sao, Slayer với cái điểm hút máu ở trong bản chuẩn xác. Nhà lính hồi lại. Cái dịch chuyển này nó hơi phô và bắt buộc phải giao tranh mà thôi, vì Antifactor làm quá đều, làm choáng quá đẹp. Và Slayer đứng phía bên ngoài bắn free shot hoàn toàn, Etapi tốc biến, Etapi làm choáng mất khăn giải thuật, hồi sinh lại và nằm xuống ngay lập tức. Đó là Sai, và đó sẽ là endgame dành cho các thành viên đội tuyển Team Secret mà thôi. Lại thêm những tình huống sơ sẩy chết người nữa, và lần này không phải là Nearly là người sai lầm, mà đó là Joey của Blaze và Volibear của Kem Ken, những người bị làm choáng lại bởi con Ardia của DNK. Và cuối cùng thì Slayer cũng nhớ ra rằng mình là một người chơi xạ thủ như thế nào với con Kai'Sa này. Secret đã có được thắng lợi ở ván đấu thứ hai. Mà thôi, anh ta đang đứng chờ đợi ra Phan Đình Vinh. Secret thực hiện thêm những thằng chuông nữa. Có những cảnh đó xảy ra đang gửi về DNK. Đang tới cấp độ 6 đã có đến từ Blaze. Giấy thanh chấp ứng nhưng bị dính viên thạch tới chủ chết. Đình Artifact có thể sẽ gặp khó khăn về mặt tài nguyên, nhưng bây giờ ta đã có 2 điểm hạ gục. Anh ta giàu hơn so với Play. Rồi xong. Bây giờ chạy đi đâu bây giờ? Lên phường. Sát thương đến không từ cái kỹ năng E quang địa chấn của con Talia gây được nhiều sát thương vào mặt đối phương. Tiếp tục là một pha dí lên rất sâu tới từ Slayer bằng cung phong linh. Bắt buộc và bất khuất lên là Bispo khi anh ta đang phải hứng chịu sát thương gây ra bởi Slayer và CPL. Có băng trụ, đó là Artifact. Và Artifact đã hồi hủy diệt đấu trường. Anh ta dùng thẳng vào và anh ta đang muốn nhường điểm vào cung nhưng không được. Double kill dành cho Artifact. Những cái bẫy liên tục đặt ra, đó là quang địa chấn, Bispo vòng ra phía sau lưng. Đương nhiên đó sẽ là báo tố nổi dậy, và cú thu hồi lông vũ này không cho phép các thành viên đối thủ tiến lên. Tôi biết ngay, và ba người tiến lên bị trói chân cả ba. CPL là người tới và có luôn cả Artifact tới với hủy diệt đấu trường tan vỡ. Đó là Z-Media Luxury, họ rơi một cái bẫy quá ngon lành được đặt ra, và đó là thời khắc mà siêu sao lên tiếng. Thật chỉ căng thẳng vào giai đoạn giữa của lượt đi này. Bây giờ thì Baron đang được ăn khá nhanh. Ui, con từ set. Secret set nó vòng ra sau lưng như này là cao lắm nhá. À, chết chưa? Ui, mặt nạ đốt. Rất ghê gớm, sát thương được gây ra bởi DNK. Và đây là một pha ngăn cản tốt với cú chiêu cuối của mình. Người bị bốc ngược trở về là Kem Ken. Phía sau lưng kia Slayer đang lao lên những chỗ không người, và anh ta bắn hết tất cả các thành viên của Galaxy. Chứ là các bạn là Z-Media Luxury. Có thể tạm và... coi là một super team của VCS. Thì rất khó để cho Z-Media Luxury có thể ngăn chặn được họ với một phong độ cực kỳ hủy diệt ở ván đấu thứ hai và thứ ba của gần như là toàn bộ đội hình Team Secret. Chỉ mất 24 phút thi đấu, 20 điểm hạ gục dành cho Secret để họ có được thắng lợi đầu tay của mình ở mùa giải này VCS mùa xuân 2021. Bỗng nhiên bị bó vào một cái nơi một khó quá khó, ta không thể di chuyển được nữa cả. Và găng đến từ DNK. Và găng để xem là găng thành công hay không. Đây Celebrity vẫn còn đó, tóc biến đang muốn câu phép bổ trợ nhưng hơi khó. CPL tới rất gần, sử dụng đôi sấy giữ chân lại, án tử muốn câu tóc biến nhưng không được. Celebrity quyết định là hy sinh chứ không bỏ cái tóc biến của mình.
kỹ năng đấp lấy một lượng máu rất lớn từ Slayer. Bạn hơn cũng dành cho Slayer hai một nhảy tiền xịt. Đối phương đang mất dạng như thế này, anh ta bị bắt rồi. Đó là cú tốc biến lên đấp nộ và sát thương đủ đến từ cô thần cũng như điên cây để hạ cùng GG được kiểm soát, nắm kiểm soát được cái thế đấy. Nhưng hiện tại người nằm xuống chính là cô tịch trong tình huống vừa rồi. Dịch chuyển đến từ Artifact, Zeroth đang hơi tham tí xíu. Và tầm này tôi nghĩ là Zeroth sẽ nằm xuống, nhưng quan trọng mạng nhường cho ai? Mạng đi từ DNK ăn rồi. Quyết định của anh ta lại là di chuyển về hướng của DNK, có lẽ anh ta sẽ không có đủ tầm để đánh nhau diễn ra thật cả sau đó. CVT đã tóc biến bỏ chạy Slayer hai thành viên, nhưng hơi khó để cho đồng đội của anh ta có thể hỗ trợ cho anh chàng này. Slayer tiếp tục có được mạng gục 5-2 trên phía của Team Secret, cho Slayer không thể nào bấm được vào lồng đèn bằng một tiếng tốc biến chiêu cuối của mình được trên cô tịch bắt thì đang bị tấn công. Đây là hai đánh một chiêu cuối từ Artifact khổng lồ luôn rồi ra rồi. Vòng xoáy không gian đã có, cô tịch vẫn đang bị đẩy vào tường. Ba thành viên đang tới hỗ trợ cho cô tịch, cô tịch cố gắng lướt mà cô tịch thoát đi được. DNK đang khế máu, Yijin sẽ bị dính án tử chẳng không, người ôm cán tử đó không phải chết là đường trên phía SBTC Sport quay trở lại để trả thù người đồng đội của mình, nhưng có lẽ là không được rồi. 9 năm cho Team Secret có dịch chuyển chính xác là như vậy. Đó sẽ là tình huống Esperon với lợi thế hơn người đến từ SE, và để xem bên phía của Team Secret sẽ phản ứng như thế nào. Họ không muốn bỏ, nhưng Slayer liệu rằng có đồ để bắn hay không. Đây, con Vayne của anh ta hiện tại đang quá yếu, không có nhiều đồ. Artifact bị bắt lại, anh ta dùng chiêu cuối vào người của Slay, nhưng Slay quá cứng và Slay chưa nằm. Celeste băng thẳng vào, đó là tiếng trả sát thương tốt. Chiêu cuối bốn người đến từ Cotton, tốc biến lưỡi xoáy ba người, nhưng sát thương liệu rằng có đủ hay không. Đây, câu trả lời có vẻ là không. Slayer vẫn đang bắn được, anh ta vẫn đang bắn vào người của Địa. Địa đang cố trả sát thương, Slayer bắn được một triple kill. Anh ta tốc biến lưỡi xoáy ba người, anh ta đã đến khá gần dành cho Slayer trong pha này, nhưng Zizi chạy bốn chân với một cái tốc hành không tốc đủ kịp rồi là không đủ, và chúng ta chưa có beta kill, nhưng đó vẫn là một tiếng 4v5 vô cùng mẫu mực đến từ Team Secret.